Hello anh em, hôm nay shop mình lại mang tới cho anh em một con ẹt led đời 2019 nha anh em. Nhìn tổng thể thì xe đã xuống mâm đó, mâm đi nhẹ xe. Nói chung là một con xe này là một con xe zin, đầu nồi chưa rớt luôn anh em, sạch sẽ len keng từ đầu cho tới cuối đó. Order xe này order chuẩn 37.000 nha anh em, chuẩn 38.000, không tua báo không tua đồng hồ nha, phát hiện tua đồng hồ cho anh em cái xe luôn đó. Hôm bữa thì có rất nhiều anh em hỏi mình ẹt led thì bây giờ mình đã có rồi, anh em nào cần thì cứ liên hệ qua cho mình nhé. Và bây giờ và hôm nay mình cũng còn thêm một con ẹt led đời 2020 đó. Xe này là mâm 6 cây đã có gắp nha anh em. Nói chung là xe này nó cũng sạch sẽ cho anh em hết, và anh em mua xe đều có bảo hành cho anh em hết. Xe này là 2019 nhưng mà đét của nó là 2020 nha anh em, 2020 đó. Anh em cần thì cứ liên hệ qua cho mình,